thường tôi sao bữa nay con bảy quậy quá nha. Trời trời ai vậy? Sao đây xin mời quý vị thường tình nãy sống trong bóng tối và sống trong ánh sáng. Trời ơi, không nhìn thấy được, không nhìn thấy chữ mà bày đặt theo chiếc đen. Hiệp sĩ mù. Mà không có mù đâu, giả mù thôi. Rồi sau đây xin mời vị thưởng thức một nhạc phẩm quen thuộc, Một Chuyến Bay Đêm. Ngày nào cũng nói mình ơi, tăng ga tôi bay đêm hôm 4 giờ sáng. Cái gì? 2 giờ là tôi đóng cửa rồi. 2 giờ là cái chuyện đó là official. Nhưng mà làm chuyện riêng tư ở ngoài phải bay đêm. Cái gì nữa? Tiền đầy hết. Cầm gì mà đi bay đêm? Đi về ngay. Mỗi lần nghe vợ dụ có nên ngủ không được, gì cũng về nhà tiến đi, rồi muốn đi đâu cũng được. Nhưng mà em cầm chìa khóa cho trời ơi, đi đâu cũng được, cầm chìa khóa làm gì nữa. Thôi ở nhà khổ thấy bà nội của tôi tía luôn mà sống lại. Trời ơi sao con vợ mình nó khó. Tía ơi, tía ơi, tía.
cảm ơn quý vị. Nhạc phẩm thứ ba là nó cũng hơi khó cho một cái người mà đáp, tại trong đó có nhạc phẩm sáng tác của thầy. Nhưng mà nãy thầy có đi vô trong bếp, thầy mới nói đối với vợ thầy đó. Thì vợ thầy biết chắc chắn là thầy sống. Thầy biết trước cái bệnh của thầy mấy chục năm nay rồi. Từ lúc mà thầy làm vũ trường năm 1998, khi mà đẻ con Michelle thì không ăn uống điều đặn. Nó phá cách đây cũng gần 30 năm rồi. Bây giờ bệnh tới, nói thì nó dễ là mình diễn sao cũng khó lắm. Sanh lão bệnh tử mà không tránh được, chỉ có Chúa Phật sống thôi, con người không sống. Thầy sợ thầy không trả ơn được cái người thầy thương. Coi như là trói đi, nếu mà giờ thầy cô bảy nói là sống thêm được nữa thì thầy sống, chứ sống không có ý nghĩa. Thầy biết người ta đang đói, thầy cho người ta, nhưng mà thầy là người đói. Để biết anh không bao giờ bị đói, để những cái này mấy chục năm nay không bao giờ đói, giờ đồng máu mới biết mình đói. Mình cho ăn 100,000 người ăn, mình ăn mình không được ăn, tại sao? Cái dạy là giờ mình có tiền thì ăn, có tiền cho cho người ta. Thì xin lỗi với đó, xin lỗi. Diễn con mẹ, diễn con mẹ. Nhưng mà sống thì chỉ còn bảy anh mà có một người bị cái hạnh phúc lâu quá rồi, không sống được chung với vợ. Bây giờ cái hạnh phúc tràn trề thì bệnh hơi lỗ máu. Thầy nói cho anh lên, cho anh lên hát vàng bạc và biết anh còn sống. Người quèo không có thể sống kiểu này được. Chị mới bấm bụng hỏi đau, không có đau gì vậy. Mà tại sao có máu thì em nói, chắc cái này nhiều năm rồi, mới mấy ngày. Không nói còn giỡn nữa, trời ơi tôi chết rồi, ai cai lộn như vậy. Là ai lo cho bạn. Mình biết trước con mình nó đụng xe thấy đâu mà tôi đã cứu mấy người tật nguyền sức mọi đi rải tiền khắp tiền mà tôi là bị cái đầu, chạy là bị cái đầu. Thầy biết là những người khác nghèo đó thì cho người ta, nhưng mà thầy lại là người đói để cho bị tình trạng. Thì đừng bao giờ chửi mấy cái người nghèo như vậy. Thầy nghèo là tên sẽ cho người ta cho mẹ. Muốn trả ơn cho cô bảy cứu thầy, thầy hỏi con tại sao để cho anh chết đi, anh có gì những thế gian này. Lúc đó mà cô bảy mà anh lấp rồi, thầy đi cũng mạnh quý. Thầy đâu còn trẻ gì nữa quý vị. Ăn mà thầy không muốn ăn nữa. Rồi để biết là thầy còn sống rồi thầy còn hát được. Tự nhiên bữa nay khùng đi làm ví vô hay là gì nó thực sự là bạn gì. Ngày xưa thầy thấy cái người vợ cũ thầy máu mà loang nhớ cái nhà thì giờ máu thầy cũng không vậy. Thầy nói chắc là tụi mày làm cái gì ác lắm, không thể chết được. Cũng cái thời điểm đó bà còn sống được thêm 5-10 năm thì không thể mà thầy thấy máu mà thầy chết. Nhưng mà thầy chưa có học máu ở đây, nhưng mà máu xin còn gọi tên nhau, dù con người mình có sỏi đá cách mấy đi nữa vẫn còn cái tên người chết, vẫn miễn cười, không có sợ chết. Chết cả trăm lần rồi, chết băng xác luôn. Thầy có nói với chị cái gì lúc đó anh đang ngồi trên xe mà cái four stop sign anh dừng lại, anh đi nhẹ nhường cho người ta qua, tại sao cái đứa nào nó đang giết người nó lao vô xe anh? Thì lúc đó anh biết sao anh đạt thắng kịp.
cái xe là phố đồ đó xong, coi như là đụng nó có thể cháy xe luôn, đụng ngay cái bình xăng, mà đụng kiểu đó chắc chết thôi, nổ. Mà thầy đã từng ở trong chiếc xe, ở trong nhà nổ cái đùng mà cả hàng xóm cháy rụi chiếc xe, thì nó không có thể diễn cảnh này được, mà báo trước cho thầy được. Thì cái cùng ngày hôm đó, xác năm cao thầy, thầy ngồi trên vũng máu, ngày hôm nay tượng Phật bị bể, thầy nói ba cái, hai cái thì một chuyện mất bạc. Đẩy thầy đưa vô nói chị là chắc là phải chết, số chết sanh đạo mình không có trách được, nhưng mà nhờ cái đức ơn của mình cũng phải sống. Thank you.
làm cho những người phụ nữ khác mình ta hỏi thầy chứ thầy khai tập thì trong chín cái bài, không phải là chín cái bài là chín cái người tình nhân khác nhau người ta tới với mình, nhưng mà không có người nào làm vợ mình, ta chỉ muốn làm vợ bé của người khác thôi. Thì cái người mà vợ chính thức của mình chỉ còn có cô Bảy, phải gài cô Bảy như thế. Còn những bà khác là tôi lấy anh là tại vì nó thẳng là tôi lấy anh tại có tiền anh là chủ phòng trà chứ éo gì mà tôi lấy anh đâu có sự nghiệp nó đâu, không phải em lấy anh là tại vì cái tài năng của anh, không phải lấy anh tại vì anh phòng trà. Quý vị muốn mở một view một cái phòng trà bên Mỹ bên Việt Nam như vậy phải có từ cả trăm ngàn trở lên mà vẫn còn bị chê nghèo nha quý vị, có 400 nhà cũng vẫn còn bị chê nghèo. Cái thằng mà ở nhà mướn nó mới là già, thường không biết mắt phụ nữ là sao. Cái thằng nào á mà nó nổ trên nhiều á cái thằng nó giàu, còn cái thằng mà nó phát thật sự nó đem tiền nó trải nó cho chúng sanh, thằng đó là thằng đại gia ngầm á, hoàn toàn không biết. Nhưng mà bộ thêm show của thầy là làm rất nhiều tiền trong cả suốt cuộc đời, có nhiều là nuôi vợ nuôi con. Thực sự bốn cái thứ đầu tư thầy không dính nổi, thứ nhất là cờ bạc, đàn ông nào cũng dính hết. Rượu chè vô là phải gái thú, mà ba cái đó không cũng đủ chết. Rồi hút sắt, có biết hút đâu, có biết làm gì đâu, mà làm sao mà chết được. Thì cô cứu một lần, mà lần này nữa là thầy không thoát được rồi. Thì quý vị mà nghe được, thầy hát được cái lời được, và thầy hát được cái nói này, mà cho cái người mà chấp nhận mình chính thức là người vợ, chứ không phải là người vợ lẽ của chị tình nhân được lấy tiền của anh. Thầy nói thẳng trên làn sóng, tất cả những người tới với thầy đó, lúc đó là anh yêu em vậy, thề suốt đời, đi suốt đời. Nhưng mà khi mà cạn tiền không còn gì sức được. Bốn năm mà Covid nội mà chị Thủy với thầy không mất cả từ mà nửa triệu đến một triệu đô là gì, nội trả ra không? Có làm con mẹ gì đó, cả suốt đời để dành được cả trăm ngàn, nhưng đến Covid có làm gì đó, đóng cửa lại làm mẹ gì đó. Sau đây xin mời vị thượng trước, mà nhạc phẩm mà thầy đậu được giải hạn nhất, sau đó bài cho vợ cậu vợ dạy hạn nhất là bài Riêng Một Góc Trời. Cái đó là của ông Tuấn Ngọc, để ông Tuấn Ngọc hát, thầy không hát. Nhưng mà tại vì mình muốn mà hát hay bằng Tuấn Ngọc mình phải có tiền. Đến nỗi Tài ơi Tâm ơi, con cháu mình mà nói thầy muốn mà con hát nhạc của thầy thì đưa con 5 ngàn. Má mày, trời ơi, má mày ra má mày bóp cổ mày luôn, tao là cậu mày. Trời ơi, không ai cái trường hợp mà người trong nhà mà mình chặt điện. Giờ này thầy muốn mà cô Bảy mà đánh trống mà nổi tiếng hết thế giới, cô Bảy đưa thầy 10 ngàn đi, làm cái trò gì tụi bay, tụi bay nổi tiếng. Mà tiền đó tiền của ai, tiền của ông nội tụi bay chứ, chứ đâu phải tiền tụi bay đâu. Mà tụi bay black mail tao không muốn hát, không, mày không cần đứa này, cái gì đó. Người ta nói sống nhờ trái tim, sống tụi bay tiền bạc cho tao, coi như tao không biết tụi bay là ai. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân thể của mình. Lúc ấy thì cho một tràng pháo tay nữa để kết thúc chương trình. Bây giờ không còn đau đớn nữa, nhưng mà máu dưới mình tuôn rồi. Thầy nhờ vì một lời cầu nguyện thôi, sống chết mình đừng để, nhưng mà cho cái người ở lại an tâm học sinh. Thầy đi không sợ thầy chết cả chồng lại đúng sẽ mất hết học sinh, nhưng mà thầy muốn sống là tự nhiên mẹ để đặc biệt Covid sẽ cầu đó. Thầy phạm thiên hai lần là xin cho người khác được sống và mình chết, thì xin dứt khoát thẳng thôi bằng này ở phần cuối. Cái này official, thầy không làm video.